Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Vua Chúa Trần Gian khi so sánh với Đức Giêsu là vua muôn vua thì hào quang của họ, vương miện của họ chỉ là con số zero. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhân vật ba vua rất quen thuộc với chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến cầu nguyện bên hang đá, cũng như mỗi năm lễ Giáng sinh về. Ba vua này, theo như tác giả phúc âm là Thánh Matthew nói, thì họ đến từ phương Đông. Và những lễ vật họ dâng tiến hài nhi Giêsu cũng chứng minh những miền đất ấy, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược. Theo cái nhìn thần học thì ba lễ vật này cũng mang ba ý nghĩa tượng trưng đối với cuộc đời của Đức Giêsu. Vàng là tượng trưng Đức Giêsu là vua, và nhũ hương tượng trưng Đức Giêsu là Thiên Chúa, vì hương người ta dùng để mà tôn kính các vị thần linh. Mộc dược là thứ thuốc thơm để sức cho những thi hài của người đã qua đời. Vì thế Đức Giêsu qua cái quà tặng mộc dược muốn diễn tả Đức Giêsu sẽ chịu chết và cứu độ con người. Chúng ta hãy trở về với hình ảnh của ba nhân vật ở bên cạnh xung quanh hang đá Giáng sinh. Thứ nhất, chúng ta đặt câu hỏi họ là ai? Trong giáo hội chúng ta, truyền thống giáo hội vẫn gọi họ là vua. Thánh Matthew gọi họ là những nhà đạo sĩ. Có thể họ là vua, là những vị tiểu vương của các vương quốc nhỏ. Có thể họ là những người nghiên cứu chiêm tinh. Có thể họ là những nhà khoa học. Có thể họ là giới trí thức. Và họ đã nhìn thấy ngôi sao lạ, và họ đã giải mã được điểm triệu, thông điệp của ngôi sao ấy. Họ là nhà đạo sĩ, họ là những nhà chiêm tinh, họ là những nhà nghiên cứu khoa học, họ là giới trí thức, và cũng có thể họ là những vị tiểu vương. Câu hỏi thứ hai đặt ra là những vị này đến Bethlehem để làm gì? Chính các vị ấy đã nói, chúng tôi đến để thờ lạy vị vua mới sinh. Và khi đến được Bethlehem thì họ quỳ sụp xuống để thờ lạy hài nhi, và mở lễ vật ra, họ dâng cho hài nhi Giêsu vàng, nhũ hương và mộc dược. Thông điệp mà giáo hội muốn nói với chúng ta qua ngày lễ hiển linh đó là những người này là những vị vua ở những vương quốc của họ. Những vị vua thường thường là đầy đủ về quyền uy, về của cải, về bổng lộc, về gia thế, về tôi trai tớ gái. Nhưng mà xem ra những vị vua này không thỏa mãn với những gì mình đang có, kể về quyền lực, của cải, ảnh hưởng. Các ông không thỏa mãn với những gì mình đang có, họ vẫn khao khát đi tìm một vị vua đích thực. Vì thế mà có những bức họa vẽ cảnh hang đá Bethlehem. Và như chúng ta thấy, tôi cũng đã được xem thấy một bức họa rất có ý nghĩa, một nét nhỏ trên bức họa đó mà rất có ý nghĩa. Đó là bao giờ các vị vua thì cũng được chứng tỏ quyền thế của mình bằng vương miện. Vương miện là cái mũ của vua, và chỉ có vua mới được đội vương miện. Nhưng mà có một bức họa diễn tả ba ngôi đến hang đá Bethlehem thì có một vị vua ấy, cả ba vị vua ấy đều để cái vương miện của mình xuống đất. Điều đó cho thấy là vương quốc Trần Gian, vua chúa Trần Gian khi so sánh với Đức Giêsu là vua muôn vua thì hào quang của họ, vương miện của họ chỉ là con số zero. So sánh với vương quyền của Chúa Giêsu thì hào quang dương thế của họ, quyền thế, tài sản, vàng bạc, ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế của họ chỉ là con số zero. Vì thế cho nên ba vị vua đến với Chúa Giêsu mà họ đặt ba cái vương miện ấy xuống dưới đất, tức là chỉ có Chúa Giêsu là vua đích thực. Thưa quý ông bà và anh chị em,
Câu hỏi thứ nhất chúng ta vừa đưa ra, họ là ai? Và câu hỏi thứ hai, họ đến để làm gì? Họ đến để thờ lạy vị vua mới sinh. Và đâu là thông điệp của ngày lễ hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị ạ? Trước đây chúng ta gọi lễ này là Ba Vua, và bây giờ với cuộc canh tân phục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai thì trong sách lễ ghi là lễ Hiển Linh. Nếu nói đến Ba Vua là nói đến sự kiện, nói đến Hiển Linh là nói đến ý nghĩa. Hiển Linh tức là Thiên Chúa tỏ mình ra vinh quang sáng láng cho con người được thấy. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa vẫn tỏ mình ra qua các hình ảnh, qua ngôn từ, qua tiếng sấm, qua cột lửa. Nhưng mà trong thời sau hết, như tác giả của thư Do Thái nói, thì Thiên Chúa tỏ mình ra qua chính con của Ngài là Đức Giê-xu. Vì thế mà thông điệp của ngày lễ hôm nay trước nó muốn nói với chúng ta, Đức Giê-xu là ánh sáng thế gian. Các bài đọc hôm nay, nhất là bài đọc thứ nhất trách ngôn sứ Isaiah, đã nhấn mạnh tới khái niệm ánh sáng. Chúng ta biết là ngôn sứ Isaiah phần 2 được viết trong thời người Do Thái đi lưu đày ở Babylon. Và đoạn chúng ta nghe ở chương 60, tức là ở chương gần cuối, loan báo cho người Do Thái đang ở cảnh lưu đày biết rằng: anh chị em thân mến, sẽ có ngày Jerusalem tỏa sáng và cả thế giới sẽ tún về Jerusalem mang theo những sản vật của mọi nền văn hóa để cung tiến cho Thiên Chúa. Đây là sứ điệp của hy vọng. Jerusalem được trình bày như trung tâm thế giới tỏa sáng. Ánh sáng này là ánh sáng của Thiên Chúa. Vì thế mà muôn dân rầm rập sẽ trở về với Jerusalem. Như một lời ngôn sứ Isaiah, nhưng báo trước cho chúng ta biết Đức Giê-xu sẽ xuất hiện và Người là ánh sáng thế gian. Ngày hôm nay chúng ta thấy trên trần thế này, các quốc gia trên thế giới và các vùng lãnh thổ trên thế giới, tất cả khoảng chừng hơn 200 quốc gia. Nhưng mà tất cả các quốc gia ấy đều được nghe nói về Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu là ánh sáng thế gian, như Người đã tuyên bố trong tin mừng Thánh Gioan: tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi không còn đi trong tối tăm. Nếu Chúa Giê-xu là ánh sáng thế gian thì giáo hội tiếp tục sứ mạng của mình, đó là giống như Chúa Giê-xu trở thành ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng thế gian là tên của một văn kiện quan trọng của hội đồng, của Công đồng Vaticano thứ hai. Giáo hội chính là ánh sáng thế gian, tiếp tục sứ mạng của Chúa Giê-xu. Và mỗi người chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng là ánh sáng thế gian, bởi vì chính Đức Giê-xu đã nói các con là ánh sáng thế gian. Những ai tin vào Đức Giê-xu và trung thành tuân giữ lời giáo huấn của Người sẽ trở nên ánh sáng thế gian. Và ánh sáng ấy không phải ánh sáng mặt trời, không phải ánh sáng của cá nhân chúng ta, mà là ánh sáng của chính Đức Giê-xu. Đức Giê-xu là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Vì thế mà chúng ta nhờ tin vào Đức Giê-xu và nhờ chuyên tâm thực thi giáo huấn của Người, chúng ta trở thành ánh sáng thế gian. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là thông điệp của ngày lễ hôm nay. Và ngày lễ Hiển Linh cũng nói cho chúng ta về vị trí của giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Nếu ở Việt Nam chúng ta thì chỉ có 7,5% những người công giáo tin vào Chúa Giê-xu và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Chúng ta nghĩ đây là một cộng đoàn hết sức nhỏ bé, thậm chí các quốc gia chúng ta còn ít hơn. Ví dụ như ở Nhật Bản chỉ có 1% là người công giáo. Nhưng mà theo con số thống kê của Giáo hội Hoàn Vũ thực hiện năm 2023 và chốt lại sổ ngày 31 tháng 12 năm 2022, thì tỷ lệ của những người công giáo tin vào Chúa Giê-xu là 17,67%. 17,67%. Trên toàn thế giới này, những người tin vào Đức Giê-xu là những người công giáo, chưa kể những giáo phái Kitô khác như là Tin Lành, Chính Thống. Những người công giáo trên thế giới này là 17,67%. Như thế, thế giới ngày hôm nay đã nhận ra Đức Giê-xu giống như Ba Vua đến từ phương Đông để tôn nhận vương quyền của Người, đồng thời thờ lạy Người là vua các vua và là vị vua đích thực, là đấng cứu thế, là đấng đem bình an cho nhân loại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Cuộc lên đường của ba nhà đạo sĩ hay ba vua cũng phác họa hành trình đức tin của chúng ta. Cuộc lên đường này phác họa hành trình đức tin và sự tìm kiếm Chúa của chúng ta. Bởi vì khi sinh ra làm người, nhất là khi được chịu phép rửa tội, là chúng ta khởi đầu hành trình đức tin. Hành trình ấy đôi khi gặp khó khăn, thử thách. Có những lúc chúng ta cảm thấy như mình đang đứng ở ngõ cụt, giống như các nhà đạo sĩ không nhìn thấy ngôi sao lạ nữa. Vì thế mà họ lo lắng đến Jerusalem và hỏi vua Ê-rô-đê, cũng như tham khảo những nhà chuyên viên về Kinh Thánh. Cuộc lên đường của các ông, cuộc tìm kiếm hài nhi Giê-xu của các ông, phần nào phác họa hành trình đức tin của chúng ta. Có những khi chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách đơn giản, dễ dàng và ngọt ngào. Có những khi chúng ta lại cảm thấy như mình đứng trước một bức màn đen tối dày đặc mà không tìm thấy lối thoát. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy vững lòng trông cậy và nhờ ánh sáng của lời Chúa soi sáng để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Đức Giê-xu, nhận ra sự hiện diện và tình yêu thương của Thiên Chúa ở với chúng ta, và Người vẫn hướng dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường. Ba vua hay là ba nhà đạo sĩ chính là mẫu mực cho chúng ta trong hành trình tìm kiếm Chúa. Và như thế, ngày lễ này cũng cầu nguyện cho mỗi chúng ta đã đón nhận Đức Giê-xu bằng đức tin rồi, xin cho đức tin ấy luôn luôn vững vàng, và xin cho mỗi người chúng ta có khả năng để nói với anh chị em mình về Chúa Giê-xu, về đức tin của mình như những ngôi sao soi sáng bừng lên trong xã hội còn nhiều tăm tối hôm nay. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công Giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.